Xin chào các bạn. Hôm nay Nghe Luôn sẽ nói về thiền. Không phải về một bài thiền cụ thể nào cả, nhưng sẽ giúp những ai chưa thiền hoặc mới thiền tự tin hơn nữa khi rèn luyện bộ môn này. Những gì bạn sắp nghe có thể sẽ khác so với những gì bạn đã từng nghĩ. Bạn sẽ không cần tập thiền ngay bây giờ, nhưng để tâm trí rộng mở, hãy hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể và để tâm trạng thoải mái nhất lúc này. Dù sao, bạn cũng đang hiện diện tại đây, trong giây phút này, không có nơi nào đi, không có việc gì phải làm. Giờ thì bắt đầu. Theo bạn, thiền là gì? Câu hỏi này có vẻ khó phải không? Vậy thì dễ hơn một chút nào. Khi nói đến thiền, bạn hình dung thấy gì? Có phải là hình ảnh những sư thầy đang tọa thiền trong chùa? Có phải tâm trí bạn liên tưởng đến hình ảnh của những hành giả đang ngồi khoanh chân dưới gốc cây, yên bình, kiên trì, với đôi mắt nhắm hờ, với cơ thể như bất động? Bạn có thể đang nghĩ rằng các hành giả là những người theo Phật giáo hoặc một tôn giáo nào đó, hoặc chỉ những sư thầy trong chùa, hoặc những ai trong một khóa tu tập thì mới thiền được. Đó là thiền trong Phật giáo. Nhưng thiền không chỉ dành cho Phật tử, thiền dành cho tất cả mọi người, không cần biết bạn đang là ai. Thiền đơn giản là cách để đào tạo nhận thức, không cần phải tắt suy nghĩ hay cảm xúc của mình. Bạn đang học cách quan sát chúng mà không phán xét. Bạn cũng dần dần hiểu rõ hơn về chúng, về chính bạn. Và bạn học được cách bình tĩnh, tập trung, từ bi và chánh niệm vào những giây phút khác trong ngày. Thế nào là quan sát mà không phán xét? Chắc chắn bạn đã từng có những giây phút thiền. Đó là khi bạn gần như để đầu óc trống rỗng, khi bạn để đôi mắt hướng vô định vào đâu đó. Bạn thấy có gì đó chuyển động đang diễn ra trước mặt bạn, nhưng mắt bạn không di chuyển theo. Bạn nhìn ai đó khua tay trước mặt bạn, gọi tên bạn, nhưng bạn mặc kệ. Không phải bạn đang đắm chìm trong suy nghĩ một điều gì, mà là bạn đang không tập trung cho suy nghĩ gì. Đó là khi bạn thiền. Một thiền sư đã nói rằng, giống như khi chúng ta ngồi bên đường với nhiều xe đang qua lại, nếu ta để ánh mắt đuổi theo từng một chiếc xe, suy nghĩ cũng đuổi theo từng chiếc xe. Chiếc xe này màu sắc đẹp không? Giá có đắt không? Cuối cùng ta sẽ kiệt sức. Những suy nghĩ trong tâm trí của chúng ta cũng giống như những chiếc xe, hết cái này chạy qua, rồi cái kia chạy qua. Ta đuổi theo hết thảy những suy nghĩ đó. Ta đặt câu hỏi cho chúng, rồi ta tìm câu trả lời cho chúng. Còn khi thiền, ta nhìn thấy những chiếc xe đi qua, nhưng ta không để ý đến chiếc xe nào, không để mắt đuổi theo chiếc xe nào, không phán xét bất kỳ chiếc xe nào. Khi đó ta yên bình, tĩnh lặng và thư thái. Thiền đơn giản như vậy thôi. Chắc hẳn có giây phút nào đó trong ngày bạn đã thiền. Đó là khi bạn pha cà phê, không nghĩ đến gì ngoài hít hà mùi cà phê. Khi bạn nhấp một ngụm trà ấm nồng và nhắm mắt cảm nhận. Khi bạn nhắm mắt để mặc những giọt nước từ vòi sen rơi xuống cơ thể, cảm nhận là nước ấm đang tiếp xúc lên các tế bào. Khi bạn tập thiền thì bạn sẽ rèn luyện bộ não của mình nhận thức rõ hơn, cảm nhận rõ hơn về những gì bạn đang làm, yên bình hơn nữa vào bất kỳ phút giây nào trong ngày. Khi ăn, khi làm việc, khi đứng, khi ngồi, khi nghỉ ngơi. Vậy bạn tập thiền như thế nào? Điều đầu tiên bạn muốn biết
có lẽ là tư thế thiền. Bạn đã quen với từ ngồi thiền, nên có thể bạn đang nghĩ rằng tập thiền có nghĩa là ngồi thiền. Không cần phải như vậy. Bạn có thể ngồi, ngồi trên sàn nhà, trên giường, trên ghế, và bạn cũng có thể nằm. Miễn là giữ cho sống lưng thẳng, còn lại như thế nào cũng được, như thế nào mà bạn thấy thoải mái. Nếu bạn là người mới bắt đầu và cũng không muốn nằm vì sợ chìm vào giấc ngủ, hãy ngồi trên ghế và giữ sống lưng thẳng. Vì sao phải giữ cho sống lưng thẳng? Vì sống lưng là trung tâm của các kinh mạch năng lượng tốt. Giữ tư thế thẳng lưng sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng và tinh thần để bạn tỉnh táo trong suốt bài tập thiền. Tiếp theo, chắc bạn đang nghĩ rằng mình cần mặc gì khi thiền. Bạn không cần phải mặc trang nghiêm như khi đang chắp tay niệm Phật, vì thiền mà mình đang nói không gắn với bất kỳ tôn giáo nào. Mặc gì không quan trọng, miễn là bạn cảm thấy thoải mái. Có thể chỉ là bộ pyjama, có thể chỉ là chiếc áo ngủ rộng thùng thình khi bạn ở nhà, có thể vẫn là bộ đồ công sở khi bạn đang làm việc tại văn phòng. Nhưng hãy nới lỏng cà vạt và thắt lưng nhé. Bạn thậm chí có thể không mặc gì trong căn phòng riêng tư của mình. Bất kể mặc gì, chỉ cần bạn thoải mái. Và bạn nên mở mắt hay nhắm mắt? Bạn có thể thiền khi nhắm mắt, cũng có thể khi mở mắt. Nếu bạn sợ phân tâm bởi những gì đang ở trước mắt, thì bạn cứ nhắm mắt. Nếu bạn sợ ngủ thiếp đi, thì bạn cứ mở mắt. Nhưng đừng cố nhắm chặt, và cũng đừng cố mở to. Cơ thể thả lỏng, và đôi mắt cũng thả lỏng. Khi chúng ta chỉ nhắm hờ, hoặc chúng ta mở mắt nhưng không cố gắng nhìn vào nơi nào, tâm trí ta sẽ không dễ dàng bị phân tâm nữa. Và câu hỏi tiếp nữa, bạn sẽ thiền trong bao lâu? Trước khi thiền, bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ thiền trong 15-20 phút. Người khác nói là họ thiền được cả tiếng cơ mà. Nhưng khi bắt đầu, bạn sẽ thấy ngồi yên, nằm yên 5 phút thôi cũng là lâu lắm rồi. Đừng phán xét bản thân ngay trong lúc thiền hoặc ngay sau khi thiền. Đừng hỏi vì sao mình không thể thiền lâu. Đừng nản chí, có lẽ mình sẽ không bao giờ thiền được. Thiền cũng giống như rèn luyện một bộ môn nào đó, nhưng không phải là bộ môn chạy nước rút mà có thể đạt được hiệu quả tức thì. Thiền là một hành trình của cả đời người. Hãy thực hiện từng buổi, từng ngày. Khi mới bắt đầu, hãy bắt đầu với 5 phút thôi. Đây là một kỹ năng đòi hỏi sự cam kết, kiên nhẫn và thực hành. Dần dần, tâm trí của bạn sẽ học được cách trở nên ít bị phân tâm hơn và nhận thức ổn định hơn. Khi mới thiền, bạn sẽ luôn mất tập trung, nhưng đó là điều hoàn toàn bình thường. Thiền là một quá trình mà tâm trí chúng ta sẽ liên tục chuyển đổi từ tập trung sang sao nhãng, từ sao nhãng sang tập trung. Bộ não chúng ta sinh ra đã là vậy, như một băng cassette luôn luôn chạy. Nhưng chúng ta có hơi thở theo nhịp điệu, hít vào, thở ra. Hơi thở giống như một cái neo, để những lúc tâm trí lang thang bên ngoài sẽ biết trốn quay về. Kể cả những người đã thiền lâu rồi thì họ cũng vẫn có những lúc sao nhãng, chỉ là sao nhãng ít hay nhiều mà thôi. Quan trọng là khi sao nhãng, bạn biết cách đưa sự chú ý về hơi thở. Để hạn chế sao nhãng, hãy ngồi thiền tại một nơi yên tĩnh. Đó có thể ngay tại căn phòng của bạn, nhưng hãy mở cửa sổ để không khí tự nhiên tràn vào. Sau khi thiền, hãy vẫn duy trì chánh niệm. Tập thiền là đào tạo cho tâm trí tập trung hơn, chánh niệm hơn. Chánh niệm là ý thức,
là khả năng nhận diện được cái gì đang xảy ra ở đây, trong giây phút này. Hãy thực hành chánh niệm trong suốt thời gian sau đó trong ngày. Khi rửa mặt, bạn biết là nước bắt đầu chảy ra từ vòi nước. Bạn biết rằng mình may mắn vì có nước để dùng. Bạn cảm nhận dòng nước mát sạch, trong lành. Khi chải răng, đừng hấp tấp, đừng cố chải răng cho mau xong. Bạn có thì giờ để chải. Bạn có bàn chải, có kem và có răng để chải. Khi bạn đi tắm, bạn cảm nhận từng dòng nước chảy trên người. Thật tuyệt diệu. Dòng nước làm sạch cơ thể bạn, làm bạn tỉnh táo hơn. Khi bạn ăn bữa sáng, trước khi ăn, hãy dành 20 giây để tưởng tượng về chuỗi cung ứng cho bữa ăn của bạn. Người nông dân đã vất vả như thế nào để trồng ra hạt gạo, cây rau? Những người khác đã vất vả thế nào để mang chúng đến siêu thị và bán cho bạn? Khi bạn ăn trong chánh niệm. Bạn sử dụng tất cả các giác quan thể chất và cảm xúc của mình để trải nghiệm và thưởng thức. Bạn cảm nhận được sự trân trọng, biết ơn đối với thức ăn đã nuôi dưỡng từng tế bào cơ thể. Rèn luyện lòng biết ơn để yêu đời trở lại cũng là một trong những bài thiền mà bạn sẽ được nghe từ Nghe Luôn sau này. Cứ như vậy, bạn chánh niệm trong từng bước đi, từng hơi thở và những hoạt động khác trong ngày. Bạn đi làm, bạn biết mình đang làm việc thì tập trung làm việc. Bạn về tới nhà, bạn biết bạn cần rũ bỏ mọi lo lắng trong công việc để dành thời gian trọn vẹn vui vẻ bên gia đình. Bạn đọc sách, bạn biết rằng bạn đang rộng mở tâm trí để tiếp nhận những ý tưởng của tác giả. Bạn sắp đi ngủ, bạn biết rằng mình sắp chuẩn bị sạc lại cho năng lượng cho một ngày tiếp theo. Cứ như vậy, bạn rèn luyện được nhận thức của mình về những gì đang hiện diện, đang xảy ra, để ít bị sao nhãng hơn bởi những thứ không tồn tại trong khoảnh khắc này. Vừa rồi là những câu trả lời cho phần lớn câu hỏi mà người mới bắt đầu thiền sẽ đặt ra. Khi bạn quyết định tập thiền, hãy luôn hiểu rằng thiền không hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh cửu. Cuộc sống với tất cả những thử thách và bất trắc của nó vẫn sẽ xảy ra. Những gì thiền định có thể làm là thay đổi mối quan hệ của bạn với những thử thách đó, để bạn có phản ứng và nhìn nhận tốt hơn về các tình huống xung quanh. Thiền là nơi bạn tìm thấy tĩnh lặng giữa tất cả hỗn loạn bên ngoài. Khi kiên trì thực hành, bạn sẽ dần dần nhận ra sự thay đổi tinh tế và sâu sắc trong nội tại của bạn và trong cảm nhận của bạn với bên ngoài, như chính mình đã nhận ra.